Có rất nhiều điều cho chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng tôi nghĩ rằng cái điều lớn nhất mà chúng ta có thể tạ ơn Chúa là về tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đoạn Kinh Thánh tuyệt vời nhất ở trong Kinh Thánh là thư Corinto thứ nhất chương thứ 13 dạy về tình yêu thương. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Về tình yêu do Chúa ban cho con, an bình như bầy chiên cạnh người chăn, ngày đêm dẫn đưa chăm nom. Tình yêu thương dịu dàng như tia nắng sớm làm tan băng giá, trong lòng con ngọt ngào tươi mát tâm hồn. Là một lời chứng cá nhân, như chúng ta thấy ở trong câu thứ hai của Thi Thiên này. Thi Thiên 91 câu 2: Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi,
cũng là Đức Chúa Trời, tôi tin cậy nơi Ngài. Có 5 chữ tôi ở trong câu này. Cho nên nếu mong là buổi sáng hôm nay khi chúng ta cùng nhau học Thi Thiên thứ 91 cũng sẽ là kinh nghiệm của mỗi một chúng ta, để chúng ta có thể đặt tên của mình vào đây: Chúa là nơi nương náu của tôi. Ước mong đây sẽ là kinh nghiệm cá nhân của mỗi chúng ta trong mùa tạ ơn năm nay. Cũng tương tự như Thi Thiên thứ 86 mà chúng ta đã học 2 tuần trước, chúng ta sẽ nhìn vào Thi Thiên thứ 91 để thấy 3 điều sau đây. Thứ nhất, Chúa là ai? Thứ nhì, Chúa làm gì cho chúng ta? Và thứ ba, chúng ta đáp ứng như thế nào đối với Chúa? Quý vị có tờ giảng bài, chúng ta trả lời 3 câu hỏi đó buổi sáng hôm nay. Chúa là ai? Chúa làm gì cho chúng ta? Và chúng ta đáp ứng như thế nào đối với Chúa? Trước hết, Chúa là ai? Tác giả Thi Thiên 91 gọi Chúa bằng 4 danh hiệu khác nhau. 4 danh hiệu đó là Đấng Chí Cao, Đấng Toàn Năng, Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời. Đấng Chí Cao, Đấng Toàn Năng, Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời. Trước hết là Đấng Chí Cao, trong tiếng Do Thái là El Elyon. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao? Đấng Chí Cao, El Elyon. Đấng Chí Cao nhấn mạnh đến cái ý cao vời, tuyệt đỉnh, không một thần thánh nào có thể sánh bằng. Chúa là Đấng cao cả, vĩ đại hơn hết. Một trong những đặc tính của Đức Chúa Trời đó là Ngài là Đấng siêu việt, transcendent. Chúa là Đấng siêu việt, tức là Chúa vượt trội hơn muôn loài thọ tạo của Ngài. Đức Chúa Trời, quý vị và tôi, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, Đấng chúng ta thờ lại là Đấng có danh trên hết mọi danh. Khi tác giả gọi Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, El Elyon, ông muốn nói đến điều đó, không có vị thần nào giống như Ngài. Thưa quý vị và tôi đang thờ Đấng Chí Cao, Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta tôn thờ là Đấng Chí Cao đó. Chúng ta thờ Đấng cao cả hơn hết, không ai có thể cao hơn Ngài. Thứ nhì, tác giả gọi Chúa là Đấng Toàn Năng, El Shaddai. Có một bài hát tựa đề là El Shaddai, quý vị đã từng nghe. Cái chữ Đấng Toàn Năng nhấn mạnh đến sức mạnh của Ngài, nhưng đây cũng là một danh hiệu cho thấy sự gần gũi, chăm sóc của Chúa đối với con dân của Ngài. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Chữ Đấng Toàn Năng lần đầu tiên được dùng ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 17. Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham là con ông tổ của con dân Chúa, Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1 ghi như thế này: Khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ta là El Shaddai. Và vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Chúa nói với ông Abraham rằng: Hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Và Chúa nói thêm: Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Chữ Đức Chúa Trời Toàn Năng đây là El Shaddai. Vì Chúa là El Shaddai, là Đấng Toàn Năng, nên Abraham phải sống một đời sống xứng đáng một người trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Và cái danh hiệu El Shaddai ở đây khi dùng trong Kinh Thánh luôn luôn đi với lời hứa và ơn phước. Nếu chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký nhiều lần, ông Gia-cốp gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là El Shaddai, là Đấng bảo vệ, che chở, dẫn dắt cuộc đời của ông. Như vậy, tác giả Thi Thiên thứ 91 khi nói đến Đức Chúa Trời, ông gọi Ngài là Đấng Chí Cao, là Đấng Toàn Năng. Điều này cho thấy tác giả biết rõ đối tượng mình tôn thờ là ai. Ngài là Đức Chúa Trời có một không hai, Ngài là Đức Chúa Trời ban mọi ơn phước. Và quý vị và tôi cũng vậy, khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời Chí Cao, một Đức Chúa Trời Toàn Năng, El Elyon, El Shaddai. Và Đức Chúa Trời cũng được gọi là Đức Giê-hô-va ở trong câu 2.
Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi. Quý vị thấy ở trên ông gọi Chúa là đấng chí cao, đấng toàn năng. Và trong câu 2 ông gọi Chúa là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va là chữ Gia-vê, có nghĩa là danh hiệu của Đức Chúa Trời, là đấng tự hữu hằng hữu, như Chúa đã nói với Môi-se ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 3 câu thứ 15. Ta là đấng tự hữu hằng hữu. I am who I am. Ngài là nguyên thủy, Ngài là bắt đầu của muôn vật mọi loài. Lúc nào Ngài cũng hiện hữu và Ngài luôn luôn hiện hữu. Và danh hiệu Jehovah hay là Yahvê cũng mang ý nghĩa giao ước. Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước với con dân của Ngài qua danh hiệu Jehovah hay là Yahvê. Và đối với chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời đấng chúng ta tôn thờ, Ngài là Jehovah, đấng tự hữu hằng hữu ở gần với chúng ta. Và danh hiệu tiếp theo sẽ cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa này hơn. Danh hiệu thứ tư mà tác giả dùng để mô tả Đức Chúa Trời là danh từ chúng ta thường dùng nhất, Đức Chúa Trời, Elohim, ở trong câu 2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đức và là đồn lũy tôi. Và phần tiếp theo ông nói rằng cũng là Đức Chúa Trời tôi, my Elohim, tôi tin cậy nơi Ngài. Đấng chí cao, đấng toàn năng, Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời. Elohim là cái danh hiệu thông thường nhất dùng để nói về Đức Chúa Trời. Danh hiệu này nói về quyền năng hay là sức mạnh của Đức Chúa Trời. Trong khi danh hiệu Yahvê hay là Jehovah ở trên nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với con người. Quý vị thấy có hai chữ tôi ghi ở trong tờ giảng bài đó. Đức Chúa Trời là đấng có hai đặc tính là siêu việt và nội tại. Đây là hai danh từ thần học nhưng mà ý nghĩa rất là đơn giản. Siêu việt, transcendent, và nội tại là immanent. Siêu việt là Chúa là đấng cao cả, vĩ đại, vượt lên trên mọi vũ trụ vạn vật, mà là Chúa là cao hơn hết, nghĩa là đấng chí cao, không có ai vói tới được. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời rất là gần gũi với chúng ta. Chúa không phải là một Đức Chúa Trời ở xa vời, không màng gì đến vật thọ tạo của Ngài, nhưng Ngài rất gần gũi với chúng ta. Ngài là Jehovah, là Yahvê, siêu việt, Ngài cao cả, vĩ đại, vượt lên trên muôn loài vạn vật, không lý gì so sánh được. Đó là Đức Chúa Trời, đó là Elohim. Nội tại là Chúa rất gần gũi và quan tâm đến chính chúng ta, Ngài chăm sóc chúng ta. Đó là Yahvê hay là Jehovah, Đức Chúa Trời của giao ước. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa của chúng ta cao cả lắm, thưa quý vị. Nhưng mà Chúa đó cũng là đấng rất là gần gũi, rất là gần với con người. Chúa, đấng chúng ta tôn thờ, chúng ta nhớ bốn điều đó. Ngài là đấng chí cao, Ngài là đấng toàn năng, Ngài là Jehovah, Ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng ta để ý thấy tác giả gọi Chúa một cách rất là thân mật. Quý vị xem ở trong câu 2, ông gọi Đức Chúa Trời là gì? Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. My God. Thưa quý vị, tôi suy nghĩ đến điều này và tôi thấy rằng đây là cả một cái gì tuyệt diệu. Chúa chúng ta là đấng thánh khiết cao cả, vĩ đại, kinh khủng lắm, không có ai mà đụng tới Ngài được. Nhưng Ngài cũng là đấng rất là yêu thương, đầy dẫy và gần gũi với chúng ta. Và tác giả thì nói rằng My God. Chốc nữa chúng ta sẽ hát bài hát gọi gì? Shout to the Lord. My Jesus. Chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là cha. Chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi. Cho nên ở trong mùa cảm tạ này, chúng ta đến cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng cao cả, vĩ đại, nhưng mà cũng là đấng yêu thương và gần gũi chúng ta. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời xa vời. Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ước mong mỗi chúng ta ở đây đều có thể nói được như vậy với Chúa. Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. You are my God, Lord. Thi Thiên 91 cho chúng ta thấy Chúa là đấng như vậy. Bốn điều: đấng chí cao, đấng toàn năng, Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời.
Nhưng mà đấng chí cao, đấng toàn năng đã làm những gì? Điều thứ hai chúng ta học ở trong Thi Thiên 91 là Chúa làm gì? Chúng ta đã biết Chúa là ai rồi. Bây giờ chúng ta học xem thử Chúa làm gì. Để biết Chúa làm gì, chúng ta thấy có ba điều. Trước hết là chúng ta nhìn thấy Chúa làm qua những cái hình ảnh sống động. Tác giả Thi Thiên mô tả cho chúng ta thấy về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào và Chúa làm gì bằng những cái hình ảnh sống động ở trong văn chương. Và tác giả mô tả những việc Chúa làm bằng những hình ảnh sống động như thế này. Nơi kín đáo của đấng chí cao. Khi mô tả Chúa là đấng chí cao, ông nói người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao. Khi nói Chúa là đấng toàn năng, ông nói bóng của đấng toàn năng. Bóng là the shadow, cái bóng mát đó. Khi nói Chúa là Đức Giê-hô-va, ông gọi Ngài là nơi nương náu, là đồn lũy. Và tất cả những hình ảnh này cho chúng ta thấy việc làm của Chúa, hay là Chúa làm gì cho tác giả. Như vậy, những hình ảnh sống động đó, thứ nhất là nơi kín đáo. Nơi kín đáo. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao. Nơi kín đáo trong bản tiếng Anh là shelter. Quý vị còn nhớ chữ shelter là nơi trú ẩn mà chúng ta học tuần trước không? Ở đây là một chữ khác nhưng mà mang một cái ý nghĩa tương tự. Đức Chúa Trời là nơi cho chúng ta nương náu trú ẩn. Ngài là nơi kín đáo của chúng ta. My shelter. Đức Chúa Trời, đấng chí cao đó là nơi cho chúng ta ẩn trú. Nơi trú ẩn của chúng ta không phải là nơi trú ẩn bình thường, nhưng là Đức Chúa Trời cao cả của đấng chí cao. Điều đầu tiên mà Chúa làm cho tác giả là che phủ, là bảo vệ. Và người tin Chúa là người ở nơi kín đáo của đấng chí cao, được Chúa che phủ bảo vệ. Hình ảnh thứ nhì mà tác giả dùng là bóng. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Bóng là shadow. Bóng giống như là cái bóng mát, bóng mặt trời chiếu xuống nhưng mà có cái bóng mát của cây hay là của cái gì đó che chúng ta lại. Và cái chữ bóng ở đây có hai ý nghĩa. Cái bóng nói đến cái bóng để che nắng, cái chỗ để che nắng, nhưng mà cũng nói đến cái ảnh hưởng hay là sự che chở. Nghĩa là chẳng những có ý nghĩa về vật chất nhưng mà cũng mang ý nghĩa về tinh thần, về tâm linh. Tiếng Việt chúng ta nói người vợ mà ở dưới bóng của người chồng gọi là núp bóng tùng quân. Quý vị không giống như mình người núp bóng. Cho nên Đức Chúa Trời là bóng của chúng ta. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao có nghĩa là ở dưới bóng của đấng toàn năng. Chúng ta được Chúa che chở bảo vệ. Nhưng mà tác giả không dừng lại tại đó. Ông nói thêm ở trong câu 2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi. Hai hình ảnh nữa mà ông nói đó là nơi nương náu và đồn lũy. Quý vị thấy có bốn cái hình ảnh đó. Tức là nơi kín đáo, bóng, nơi nương náu và đồn lũy. Nơi nương náu tương đương với chữ nơi kín đáo ở trong câu 1, tức là nơi trú ẩn. Và cái chữ đồn lũy là hình ảnh của một cái đồn ở trên đỉnh núi. A fortress. Ngày xưa người ta thường xây những cái lâu đài kiên cố ở trên đỉnh núi cao để canh phòng và làm nơi trú ẩn. Chúa được mô tả trong hình ảnh của một cái chiến lũy kiên cố như vậy. Chúng ta đọc lại. Chúa là nơi kín đáo, là bóng, là nơi nương náu và là đồn lũy. Cả bốn cái hình ảnh này là hình ảnh của bảo vệ và che chở. Đây chẳng những là bảo vệ che chở về phương diện vật chất, thể chất, nhưng cũng là nơi nương náu về phương diện tinh thần, tâm lý, tâm linh. Khi chúng ta buồn rầu, chán nản, thất vọng, Chúa là nơi cho chúng ta nương náu. Khi chúng ta không biết phải bám víu vào đâu, khi chúng ta không biết phải kêu cầu vào đâu, Chúa là nơi cho chúng ta nương náu. Quý vị thấy tác giả nói gì? Ngài là nơi nương náu vân vân. Và cái câu cuối cùng nói rằng tôi tin cậy nơi Ngài. I trust you. Thưa quý vị, chúng ta chẳng những cần phải biết Chúa là ai, là đấng chí cao, là đấng toàn năng, là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng cần thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con tin cậy nơi Ngài, con chạy đến với Chúa. Đừng bao giờ quên điều đó.
Và trong câu 4 chúng ta thấy thêm 4 hình ảnh sống động nữa. Câu 1, câu 2 có 4 hình ảnh và câu 4 có 4 hình ảnh nữa. Câu 4 ghi như thế này: Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. 4 cái hình ảnh đó là lông, cánh, khiên và can. Lông và cánh là hình ảnh của con chim phụng hoàng. Đây là lông của con chim phụng hoàng khổng lồ, to lớn, dùng lông cánh của mình để che chở cho chim con. Và đây cũng là hình ảnh của gà mẹ che chở đàn con của mình. Đức Chúa Giê-xu phán ở trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 23 về con dân của Chúa như thế này. Phúc âm Ma-thi-ơ 23 câu thứ 37, Chúa Giê-xu phán: Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Chúa nói thêm: bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con, xin lỗi tôi đọc lại, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Thưa quý vị, bóng và cánh, lông và cánh là hình ảnh của cái con gà mẹ che cái đàn gà con của mình khỏi sự tấn công của kẻ thù, của diều hâu, của những cái gì nguy hiểm ở chung quanh. Và đó chính là hình ảnh mà Chúa dùng để bảo vệ chúng ta. Dưới bóng cánh của Chúa, chúng ta thường nói câu đó nó giống như là sáo ngữ, nhưng mà thật sự như vậy, dưới bóng cánh của Chúa chúng ta được che chở, được nương náu. Cái vấn đề là chúng ta có muốn được Chúa che chở, có muốn được nương náu mình nơi Chúa không, hay là cũng giống như con dân của Chúa ngày xưa, Chúa phải nói với chúng ta bao nhiêu lần Chúa muốn họp chúng ta như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh mà chúng ta không muốn. Và ở ngoài Chúa, ở ngoài cái bóng cánh của Chúa, chúng ta sẽ không được bảo vệ, chúng ta sẽ bị tấn công, chúng ta sẽ thua. Hãy đến và ấp mình ở trong bóng cánh của Chúa. Hai hình ảnh còn lại được mô tả đây là cái khiên và cái can. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của người. Cái khiên là cái gì? Thì chúng ta biết rồi, là cái thuận đó. Nhưng mà còn cái can là cái gì? Cái chữ can ở trong tiếng Hán Việt có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái cây gậy bằng gỗ, nhưng mà nghĩa thứ nhì là cái thuẫn để đỡ dao mang. Cái khiên và cái can vì vậy là hình ảnh của bảo vệ. Cái khiên là cái khiên rất là lớn. Quý vị thấy những cái đồ để bọc tem mà nó che phủ cả cái thân người, đó là cái khiên. Còn cái can là cái thuẫn hay là cái mộc nhỏ hơn, một người lính có thể đeo vào tay và có thể quay hướng này hướng kia để đỡ những cái mũi tên đó. Cái can hay là cái thuẫn, cái mộc, cái khiên, tất cả về là những cái gì để bảo vệ chúng ta khỏi bị khí giới tấn công của kẻ thù. Đây là hình ảnh ngày xưa đánh nhau bằng cung tên. Nhưng mà chúng ta để ý thấy tác giả không nói Chúa là cái khiên và cái can của ông. Ông không nói rằng Chúa là cái khiên và cái can của ngươi, mà ông nói gì? Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Sự chân thật của Chúa là cái gì? Sự chân thật là nói đến cái sự kiên trì vững chắc không thay đổi của Chúa. Và bản hiệu đính dịch là sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái can của người. Thưa quý vị, đúng như vậy. Cái điều mà bảo vệ chúng ta như cái khiên, như cái thuẫn là sự thành tín của Chúa đối với chúng ta. Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta đọc ở trong ca thương đoạn 3, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Chúa không bao giờ thay đổi. Và cũng giống như bốn hình ảnh đầu, nơi kín đáo, bóng, nơi nương náu và đồn lũy, bốn cái hình ảnh sau đó là lông, cánh, khiên và can, đó đến sự bảo vệ, giữ gìn của Chúa. Và cái điều quan trọng chúng ta cần nhớ đây là Chúa không bao giờ thay đổi. Chúa là chân thật. Ngài không bao giờ thay đổi, Ngài là thành tín, chỉ con người chúng ta thay lòng đổi dạ mà thôi. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta luôn luôn trung tín với Chúa, như Chúa luôn luôn thành tín đối với chúng ta.
Như vậy, các câu 1, 2 và câu thứ 4 cho chúng ta thấy những hình ảnh sống động mô tả về Chúa. Và qua những hình ảnh sống động này, chúng ta biết Chúa làm gì ở trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ những câu tiếp theo, câu 3 và câu 5, câu 6, thì tác giả cho chúng ta thấy về những đe dọa trên đường đời, những cái đe dọa ở nguy hiểm hay là những cái nguy cơ trong đời sống mà Chúa bảo vệ chúng ta. Câu 3 và câu 5, câu 6. Câu 3 tác giả viết: Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Và trong câu 5 và câu 6, ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Có năm hiểm họa hay là năm cái đe dọa trên đường đời của chúng ta. Năm cái hiểm họa đó là bẫy, dịch lệ, sự kinh khiếp, tên bay và sự tàn diệt. Trước hết là bẫy ở trong câu 3. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim. Quý vị biết cái bẫy là cái gì không? Cái bẫy là cái mà nó dụ cho con chim vào để mà bị sập bẫy đó. Cái chữ bẫy chim ở đây trong nguyên văn là cái bẫy của người đi đánh rập. Tôi không biết ở đây có ai đi đánh rập hay đi bẫy chim bao giờ không. Nhưng mà cái bẫy chim cũng như người đi câu cá đó, cái quan trọng của cái bẫy là cái gì quý vị biết không? Là cái miếng mồi. Người ta có thể rải những thức ăn ra và những con chim thấy mồi thì nó mê quá, nó bay xuống, và khi con chim bay xuống ở chỗ đó thì làm gì? Cái lưới nó phủ ụp lên trên để rồi sụp lưới, cả bầy chim bị tóm vào lưới. Thưa quý vị, trên đường đời chúng ta đi có nhiều cạm bẫy lắm. Cái cạm bẫy nó ngon lành, nó đẹp lắm, nó thu hút chúng ta và chúng ta dễ bị rớt vào trong những cái cạm bẫy đó. Và lời Chúa hứa ở tại đây như thế nào? Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim hay là khỏi những cạm bẫy ở trên trần gian này. Thưa quý vị, Chúa là đấng bảo vệ, gìn giữ chúng ta khỏi những cạm bẫy của trần gian này. Corinto nhất đoạn 10 câu 13, sứ đồ Phaolô dạy như thế này: những sự cám dỗ đến cho anh em, chúng ta bị nhiều cám dỗ lắm, vì cám dỗ đến mỗi ngày. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Một lần nữa chúng ta thấy Chúa là đấng thành tín. Ngài sẽ chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Chúa luôn luôn mở đàn cho chúng ta, giúp chúng ta tránh khỏi những cạm bẫy. Vấn đề là nhiều khi Chúa mở đường mà chúng ta không chịu chạy, mà cứ nhảy vô cạm bẫy đó thôi. Vì vậy hãy nhớ rằng Chúa là đấng bảo vệ chúng ta khỏi cạm bẫy của trần gian này. Thứ nhì là dịch lệ. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Chữ này cũng được nhắc lại trong câu 6, hoặc dịch lệ gây ra trong tối tăm. Đây chẳng những nói đến bệnh tật, nhưng nói đến những cái tàn phá quy mô về bệnh tật. Chúng ta gọi là dịch cúm, dịch hạch, dịch nhiều thứ, dịch bệnh khác. Và lịch sử thế giới cho chúng ta thấy rằng nhiều lần sự giải cứu của Chúa đã đến với con dân của Chúa. Nhiều cái vùng đất rộng lớn bị dịch lệ, những người con dân của Chúa đã được Chúa giúp cho tránh khỏi. Ba điều còn lại trong câu 5 và câu 6, tác giả viết như thế này: ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hay là sự tàn diệt phá hoại đường lúc trưa. Sự kinh khiếp, tên bay và sự tàn diệt, cả ba điều đó là hình ảnh của chiến tranh. Đây là chiến tranh ngày xưa, ngày hôm xưa là tên bay, ngày hôm nay là súng đạn. Nhưng mà cái kinh khủng của chiến tranh là tàn diệt, là hủy phá. Và người có Chúa bảo vệ nhận được lời hứa bảo vệ đó để không có gì phải lo sợ. Dù là tên bay, dù là súng đạn, dù là sự kinh khiếp, là sự tàn diệt. Và câu 7 là cái lời mô tả đó. Tên bay hoặc là sự tàn diệt đó, tác giả viết trong câu 7 như thế này: sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi
và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Muôn tức là vạn người đó. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Đúng 50 năm trước, cũng vào tuần lễ này, Thi Thiên 91 câu 7 mà tôi vừa đọc cho quý vị đó. Ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi, đã xảy ra đúng cho cuộc đời của chính mình tôi. Điều này xảy ra cho tôi vào tháng 11 năm 1966, đúng 50 năm trước. Khi tôi đi làm cho một công ty xây cất và đoàn xe công vo của chúng tôi bị phục kích. Và những viên đạn đã bay ngang trước mặt tôi. Người tài xế ngồi đây, tôi ngồi đây và có một người ngồi ở tại đây. Và những viên đạn đã bay ngang trước mặt tôi vào người tài xế và người tài xế đã chết ngay tức khắc. Máu người đó chảy thấm vào áo quần của tôi. Những chiếc xe trước tôi, những xe sau tôi đều có người chết hay là bị thương. Và chẳng những hôm đó, nhưng hôm nay và mỗi ngày trong đời sống, tôi đọc câu này và thấy đúng như thường. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Nhiều người trong chúng ta cũng đã từng có những kinh nghiệm tương tự. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Còn hiện tại và tương lai thì sao? Tác giả viết ở trong câu 8 đến câu 13 những lời như thế này. Tôi gọi đây là bảo vệ trên đường đời. Hồi nãy thì chúng ta thấy là những cái hiểm họa trên đường đời. Bây giờ chúng ta thấy những cái bảo vệ trên đường đời, những cái con đường sắp tới của chúng ta đó. Câu 8. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong bất đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Nói về những bảo vệ ở trên đường đời này, có ba điều mà chúng ta thấy tác giả mô tả tại đây. Thứ nhất là thiên sứ, thứ nhì là vấp ngã, và thứ ba là nguy hiểm. Thiên sứ, vấp ngã và nguy hiểm. Cái tờ giảng bài chúng ta hôm nay có hai mặt, quý vị biết, có mặt sau nữa. Bảo vệ trên đường đời có ba điều là thiên sứ, vấp ngã và nguy hiểm. Câu 11 và câu 12 cho thấy rằng người tin Chúa được thiên sứ bảo vệ. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Quý vị có tin có thiên sứ không? Thiên sứ là điều có thật, là một tạo vật của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 1 câu 14 dạy như thế này: các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Kinh Thánh nhiều lần nhắc đến thiên sứ của Chúa phục vụ người tin Chúa. Thiên sứ không nhất thiết là hiện ra có đôi cánh đập đâu, nhưng mà Chúa có thể dùng người này, người nọ, dùng những hoàn cảnh là những thiên sứ của Ngài để bảo vệ chúng ta. Người ta đọc trong Kinh Thánh biết là thiên sứ đã giải cứu Lót ra khỏi thành Sodom. Thiên sứ đã dẫn dắt con dân của Chúa trong đồng vắng. Thiên sứ đã chăm sóc Eli, cho ông ăn uống và hướng dẫn cuộc đời của ông. Thánh Kinh Tân Ước nói rằng mỗi trẻ con có một thiên sứ ở trên trời. Và quý vị nhớ khi ông Phi-e-rơ bị tù đó, và ông được giải thoát, thì khi ông đến gõ cửa, người ta tưởng rằng ô, đó không phải là Phi-e-rơ mà là thiên sứ của ông Phi-e-rơ. Chúng ta rằng mỗi một chúng ta được có thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo vệ. Tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta đều được Chúa bảo vệ gìn giữ qua thiên sứ của Ngài. Nhưng mà thiên sứ bảo vệ chúng ta như thế nào? Câu Kinh Thánh này nói rằng gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Đường lối ở đây là hành trình, là đường đời, là những toan tính của chúng ta. Dĩ nhiên Chúa bảo vệ trong đường lối, trong khi lái xe, trong khi băng qua đường như cô Bích Ly đó nữa.
Nhưng mà thiên sứ của Chúa cũng gìn giữ ở trong cái sự toan tính, tính toan của cuộc đời chúng ta. Nhiều khi chúng ta không biết phải sống như thế nào, quyết định như thế nào, thì thiên sứ của Chúa là đấng gìn giữ bảo vệ chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều có những quyết định và Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta qua thiên sứ của Ngài. Câu 12 cho thấy rõ điều đó. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Vấp váp, vấp ngã là điều xảy ra thường xuyên ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có những lỗi lầm, có những vấp váp. Vấp váp trên đường đời là điều không thiếu, và Chúa hứa là thiên sứ của Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những vấp váp đó. Và thiên sứ của Chúa cũng sẽ bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm như hai câu còn lại. Hai cái hình ảnh mà chúng ta thấy đây là sư tử và rắn hổ mang. Đó là hình ảnh của nguy hiểm chết người, giống như cọp dữ, giống như là rắn dữ. Và Kinh Thánh nói rằng ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang. Những cái chuyện nó xảy ra không làm hại chúng ta được. Còn sư tử và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Như vậy, Thi Thiên 91 cho thấy Đức Chúa Trời là đấng chí cao, là đấng toàn năng. Chúa bảo vệ gìn giữ chúng ta khỏi những đe dọa và nguy hiểm trên đường đời. Đó là chuyện của Chúa. Bây giờ quý vị và tôi, chúng ta thì sao? Chúng ta đáp ứng như thế nào đối với Chúa? Những cái câu còn lại của Thi Thiên 91 là những câu tuyệt vời cho chúng ta thấy điều mà tác giả đã làm và lời hứa của Chúa cho ông. Có thể nói đây là những câu Kinh Thánh tuyệt vời gối đầu cho chúng ta an nghỉ trong mùa tạ ơn năm nay. Chúng ta cùng đọc chung với nhau những câu còn lại của Thi Thiên 91 để thấy rõ điều này. Thi Thiên 91 câu 14 cho đến 16 chúng ta đọc chung với nhau. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Isn't that wonderful? Quý vị thích những câu này không? Là những lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Quý vị có cảm nhận cái êm dịu của những lời này không? Đây là những lời hứa của Chúa nhưng mà cũng chứa đựng hành động của chúng ta. Và tôi thấy có hai hành động của chúng ta trong cái câu Kinh Thánh này. Điều đầu tiên đó là chiếu mến. Chiếu mến. Câu thứ 14. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Câu này không hàm ý một sự đổi chác. Bởi vì mình yêu Chúa nên Chúa mới cứu mình, không phải như vậy. Nhưng mà câu này cho thấy kết quả tất nhiên của một mối quan hệ. Tôi sẽ nhắc lại, kết quả tất nhiên của một mối quan hệ đó là yêu thương và giải cứu. Một người chồng, một người cha ở trong gia đình khi thấy vợ mình, con mình ở trong hoàn cảnh khó khăn lâm nguy thì tự động người chồng, người cha đó ra tay cứu giúp, phải không? Hay là người vợ, người con, bất cứ khi ai có người thân của mình lâm nguy, dĩ nhiên mình sẽ ra tay mà cứu giúp, có phải như vậy? Đâu có phải là chúng ta đợi là người đó phải thương mình rồi mình mới giúp không? Chúa đối với chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta cứu giúp người khác, giúp đỡ người khác, đó là cái chuyện tự nhiên. Và Chúa cứu giúp chúng ta, đó cũng là chuyện tự nhiên. Bản Kinh Thánh chúng ta dịch câu này rất là hay và chính xác. Câu 14 nói rằng bởi vì người chiếu mến ta. Cái chữ chiếu mến này là chữ xưa, chữ cũ rồi nhưng mà nó rất là đúng. Tại làm sao? Bởi vì ở trong nguyên văn cái chữ chiếu mến đây nó nghĩa như thế. Vì người đã đặt tình yêu của mình nơi ta. He has placed his love in me. Tác giả đã đặt cái tình yêu của mình nơi Chúa. Và cái chữ đặt ở đây, ở trong nguyên văn đó, nó mang cái ý nghĩa là dính chặt hay là quyến luyến ở trong đó. Ở trong Kinh Thánh có một câu nữa là linh hồn tôi đeo theo Chúa. Tác giả chẳng những là yêu mến Chúa mà là ông chiếu mến Chúa, quyến luyến đối với Chúa. Không rời Chúa được.
Quý vị để ý thấy điều đó không? Bởi vì người chiếu mến ta. Tác giả chẳng những yêu mến Chúa nhưng mà cũng quyến luyến với Ngài, đặt tình yêu của mình nơi Chúa, dâng hiến tình yêu của mình cho Chúa. Cả Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta có một điều mà thôi, phải không? Ngươi hãy hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa. Hết lòng, hết ý, hết sức là quyến luyến tất cả. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. Quý vị có yêu mến Chúa không? Chỉ cần yêu Chúa là đủ, phải không quý vị? Chúa Giêsu hỏi ông Phi-e-rơ ba lần: hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Và ba lần ông trả lời: lạy Chúa biết rằng con yêu Chúa. Rồi sáng hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi một chúng ta: ngươi yêu ta chăng? Thưa quý vị, trong mùa cảm tạ này, để thật sự bày tỏ lòng biết ơn Chúa, mỗi chúng ta hãy cùng nhau xác nhận lại tình yêu giữa mình với Chúa. Nói đúng hơn, hãy xác nhận lại cái thâm tình giữa mình với Chúa. Mình có còn yêu Chúa đậm đà thấm thiết như những ngày đầu mình mới gặp Chúa, mới yêu Chúa không? Hãy sống như thế nào để Chúa cũng có thể nói với chúng ta như thế này, như đã nói với tác giả Thi Thiên: bởi vì con đã chiếu mến ta. Hãy đến và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con chiếu mến Chúa vô cùng. Từ trước đã mến Chúa, nay càng yêu mến thêm càng nồng. Như một bài hát mà chúng ta thường hát: bởi vì con đã chiếu mến ta, vì con đã yêu mến ta hết lòng khăng khít với ta, đặt tình yêu cao cả nhất của đời con cho ta. Thứ nhất là chiếu mến Chúa, thứ nhì là kêu cầu trong câu thứ 15. Bởi vì người chiếu mến ta, câu 15, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Thứ nhất là chiếu mến và thứ nhì là kêu cầu. Khi hai người yêu nhau thì hai người luôn luôn muốn trò chuyện với nhau, phải không quý vị? Chúng ta yêu Chúa nên chúng ta cũng muốn kêu đến Chúa, gì đó, gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân, vậy đó. Khi chúng ta yêu một người nào, chúng ta muốn kêu tên người đó, gọi người đó. Và đây cũng là điều mà tác giả nói: người sẽ kêu cầu ta. Cái chữ quan trọng ở trong chữ kêu cầu này là kêu, không phải là cầu. Call on the name of God. Quý vị để ý thấy câu trước đó ra rằng người, bởi vì người biết danh của ta. Hồi nãy giờ mình học danh của Chúa, phải không quý vị? Đấng chí cao, El Shaddai. That's the name of God. And we love him. We want to call those names. Quý vị thấy điều đó không? Kêu danh của Chúa. Chúng ta vừa học những danh hiệu Chúa. Chúa là đấng chí cao, là đấng toàn năng. Câu 14 nói rằng ta sẽ đặt người lên cao bởi vì người biết danh ta. Quý vị và tôi buổi sáng hôm nay học biết danh của Chúa rồi, hãy kêu đến danh đó của Chúa. Không phải là kêu trời ơi như người đời đâu, nhưng kêu Chúa là cha, là đấng thương xót, là Đức Chúa Trời của tôi. Và thưa quý vị, khi chúng ta chiếu mến Chúa và kêu cầu danh Chúa như vậy thì mọi ơn phước trong các câu này là của chúng ta. Quý vị có thấy những điều này không? Nhiều quá phải không quý vị? Có ít nhất là 8 điều ở tại đây. Chúa sẽ giải cứu, Chúa sẽ đặt chúng ta lên nơi cao, Chúa sẽ đáp lời chúng ta, Chúa sẽ ở cùng chúng ta, Chúa sẽ tôn vinh chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta thỏa lòng sống lâu và cho chúng ta kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa. Quý vị có thấy tất cả những điều đó không? Tôi đọc lại: bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người, ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Tuyệt diệu vô cùng, không gì cao hơn, không gì quý hơn nữa. Tuần trước chúng ta học Thi Thiên 90. Có thể nói Thi Thiên 90 là một thi thiên bi quan, đầy dẫy những buồn phiền, phải không? Tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe đến 80, nhưng sự lao khổ của nó, kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Hôm nay chúng ta học Thi Thiên 91 là một thi thiên lạc quan, đầy những lời hứa quý báu mà mỗi chúng ta đều có thể kinh nghiệm. Quý vị có biết Chúa là ai không?
Quý vị có biết Chúa làm những gì không? Và điều chúng ta cần làm là hết lòng chiếu mến Chúa để kinh nghiệm những điều này ở trong cuộc đời của mình. Xin chúng ta cùng đứng lên. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ghi khắc sâu đậm những lời mà Chúa vừa phán dạy chúng con, để trong mùa cảm tạ này chúng con sẽ sống mỗi ngày và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Chúa, con chiếu mến Chúa. Con xin tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với Hội Thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Bắt tay với nhất năm người hỏi rằng: anh hay chị có yêu Chúa không? Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.